Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cùng với giáo hội cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Timôthê và Thánh Tito giám mục. Chúng ta nghe trong các thư của Thánh Phaolô tông đồ nhắc đến hai vị thánh này. Đó chính là những môn đệ trực tiếp của Thánh Phaolô và là những người được trao phó cho các giáo đoàn. Và trong những lá thư mà Thánh Phaolô gửi cho hai vị thánh này, chúng ta đọc trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy lòng nhiệt huyết, lòng nhiệt tâm và đồng thời sự hăng say để loan báo tin mừng cũng như giữ vững đức tin cho giáo hội. Các ngài trong truyền thống giáo hội gọi các ngài là các tông phụ, tức là những người lãnh nhận giáo huấn trực tiếp từ các tông đồ, và các vị đã chu toàn bổn phận của các ngài cũng như làm cho giáo hội được vững chãi trên nền tảng của các tông đồ, và đó cũng chính là nền tảng của Đức Kitô. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi chiêm ngắm nhân đức cũng như những việc mà các ngài đã làm cho giáo hội để xây dựng nước Chúa ngay tại trần gian này, chúng ta cũng được gọi mời để trở nên những chứng tá của Đức Kitô, những chứng nhân của tin mừng và là những tông đồ nhiệt thành để đem tin mừng đến cho muôn dân. Hiệp dâng trong thánh lễ sáng hôm nay, xin cộng đoàn cũng hiệp ý với những ý nguyện cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Ấn mới qua đời, linh hồn Phêrô, Marta, Vincente Nguyễn Duy Dân, Maria Vũ Thị Chiêm, Hùng Phượng đền tạ Thánh Tâm Chúa, cầu cho linh hồn Phêrô Lâm Văn Hải mới qua đời tại Florida, cầu cho các linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ, các linh hồn thân nhân và ân nhân và các linh hồn. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối, xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để cứu chuộc những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa hàng ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai thánh Timôthê và Tito những đức tính xứng bậc tông đồ. Xin nhận lời các thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con khi còn ở đời này biết sống ngay lành và thánh thiện, hầu xứng đáng đạt tới quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người là đấng hàng sống hàng trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư gửi tín hữu Hippri. Thưa anh em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường. Đường mới và sống động qua bước màn, tức là chính thân xác của người, chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng, đứng đầu là Thiên Chúa. Vì thế,
chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền. Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. Chúng ta đừng bỏ buổi họp hội. Nhưng vài người quen làm trái lại phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy ngày Chúa đến đã gần. Đó là lời Chúa. Lời Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kim thanh nhang. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư, nền trái đất người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của Người, đó là kẻ tai sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tưởng. Đây chi người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thượng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kim tìm Người, tìm thanh nhang Thiên Chúa nhà Gia-cốp. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên giá sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Người nói với các ông: hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe trích trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hy-ri. Trong số 14 lá thư của Thánh Phaolô và được đưa vào trong quy điển Thánh Kinh, lá thư gửi cộng đoàn tín hữu Hy-ri có thể gọi là lá thư quan trọng nhất, bởi vì
xung quanh nội dung, đề tài và những lời giáo huấn trong lá thư này đề cập trực tiếp đến vị trí và giá trị của ơn cứu độ. Hơn thế nữa, ơn cứu độ ấy trong lá thư này diễn tả cho chúng ta thấy mầu nhiệm thâm sâu mà Thiên Chúa cúi xuống giữa dân người, và Ngài đã tự hiến chính mình để không chỉ là hy tế chuộc lại tội lỗi của con người để cho con người được sống, nhưng sự tự hiến tự hủy ấy còn là sự hiện diện trực tiếp mỗi ngày mỗi giờ trong đời sống của người Kitô hữu hay của giáo hội. Và chính khi chúng ta quy tụ nhau để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, tri ân và lời khẩn nguyện, tức là khi chúng ta tham dự vào việc cử hành bí tích hay thánh lễ, tức là chúng ta đang hiện tại hóa ơn cứu độ Đức Kitô. Và chính trong lời lẽ trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe Thánh Phaolô khuyên cộng đoàn tín hữu Hy-ri, nhưng cũng là khuyên tất cả các cộng đoàn khác hãy siêng năng tụ họp nhau để chúng ta tưởng niệm lại ơn cứu độ, nhắc cho nhau ơn cứu độ mà Đức Kitô đã thực hiện cho nhân thế và cho mỗi người. Nhưng còn hơn thế nữa, đó cũng chính là niềm cậy trông, niềm hy vọng và đồng thời cũng là sức mạnh của niềm tin. Do đó, chính khi chúng ta tụ họp không phải vì cá nhân của một ai đó, nhưng chính là cộng đoàn. Và như thế, sức mạnh sẽ được lan tỏa khi mỗi người chúng ta góp vào trong ngọn lửa của tình yêu, cũng như sự tụ họp để dâng lên Thiên Chúa những gì là cuộc đời của chúng ta trong hy tế dâng lên Thiên Chúa qua việc cử hành thánh lễ hay bí tích ấy, để giúp cho chúng ta nhìn nhận hơn về ơn gọi mỗi người đang được gọi mời, và đồng thời cũng chính là sức mạnh mà Thiên Chúa qua giá máu cứu độ con chí thánh của Ngài làm cho chúng ta được nên một với ơn cứu độ ấy. Lời lẽ trong bài đọc thứ nhất nhắc lại cho chúng ta tầm quan trọng và thật cần thiết khi chúng ta quy tụ nhau trước tôn nhan Chúa để cử hành hy lễ, để cử hành bí tích, và đồng thời cũng chính là cách thức để chúng ta nối kết mật thiết hơn với Chúa qua đời sống đức tin của mình, và đồng thời làm cho đời sống đức tin ấy được lan tỏa trong từng giây phút cuộc đời chúng ta ngay cuộc sống lữ hành này, và còn hơn thế nữa, qua đó giúp cho chúng ta thẳng tiến về quê trời để có thể gặp gỡ diện đối diện với chính đấng chúng ta tin thờ. Amen. Lạy Chúa, là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa, là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa rất từ bi, xin nhìn đến của lễ chúng con dâng trên bàn thờ Chúa trong ngày lễ kính các thánh Timôthê và Tito giám mục. Ước chi của lễ này giúp chúng con được ơn tha tội và biết làm rạng rỡ thánh danh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ thánh Timôthê và Tito giám mục để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của các ngài. Chúa cùng cô hội thánh nhờ lời giảng dạy Chúa giao huấn và nhờ lời cầu khấn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn hội thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con của ăn đem lại sự sống muôn đời. Xin cho niềm tin của chúng con nhờ đó mà được thêm vững bền, để noi gương Thánh Giám mục Timôthê và Tito, chúng con tuyên xưng chân lý người đã tin và thực hành giáo huấn người đã giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.